máy giặt giảm giá đến gần 2 triệu. Nồi cơm điện giảm giá từ 2,6 triệu đồng còn 1 triệu 999 ngàn đồng. Các mặt hàng thi nhau khuyến mại nhân ngày hội giảm giá Black Friday. Cũng vì biết có nhiều mặt hàng giảm giá nên bà Châu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội đang dự định tìm kiếm mua cho gia đình một chiếc máy giặt. Mục tiêu của bà Châu là hàng khuyến mại nhưng chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Tuy nhiên đây cũng chính là yếu tố khiến bà lo lắng khi mua hàng trong mùa giảm giá. Thì tôi cũng biết như thế nào, thì tôi cũng có ý định để mua cái máy giặt. Nhưng mà tôi đi khắp ở các cửa hàng thì có những cửa hàng cũng bán ví dụ 9 triệu thì bây giờ còn 7 triệu. Nhưng mà họ ghi là giảm giá 2 triệu nhưng mà những cửa hàng khác cũng bán 7 triệu. Thế thì không biết là chất lượng như nào. Theo các chuyên gia, nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng của người dân Việt Nam, các cửa hàng doanh nghiệp nội địa cũng bắt đầu theo xu hướng thế giới trong ngày hội giảm giá Black Friday. Việc thông báo bán hàng giảm giá sốc kèm quà tặng hấp dẫn đang là một trong những biện pháp kích cầu tiêu dùng được nhiều nhà kinh doanh áp dụng. Tôi theo dõi khuyến mại như thế là người tiêu dùng rất nhiều người ta mất niềm tin về khuyến mại. Tức là nói mà đang làm một nẻo, nâng giá lên rồi hạ giá xuống, mà cái hạ xuống lại không bằng cái nâng lên. Như thế là vẫn bà mua giá cao hơn trước đây. Cái thứ ba tức là chất lượng hàng khuyến mại như thế nào. Một cái tivi anh có thể trưng bày rồi anh đóng lại thùng xốp rồi anh niêm phong lại thì vẫn là tivi mới. Mà người tiêu dùng không thể biết được, có thể dùng 5-7 năm nó mới hỏng, vân vân. Thì tất cả những hiện tượng khuyến mại nó gây ra một cái niềm tin cho xã hội không vững chắc. Thứ nhất là người tiêu dùng bị có thể đôi lúc bị lừa. Bản thân tôi cũng nhận một cái khuyến mại của Ovatin cào lên cho các cháu lại bảo chúng 50.000 rồi, xin mời vào Sài Gòn nhận. 50.000 vào Sài Gòn, bạn hiểu thế nào? Ông Vũ Vinh Phú cũng cho rằng hình thức khuyến mại này trong một số trường hợp thực chất chỉ là chiêu câu khách. Bên cạnh những mặt hàng giảm giá thật, có không ít những sản phẩm dù đã giảm nhưng không rẻ hơn giá chưa giảm ở các cửa hàng khác. Đấy là cái cách cái bán hàng của các cái nhà kinh doanh thôi, chứ còn thực chất mà nói thì giá cả chất lượng nó như nào thôi. Một vấn đề nữa là các khuyến mại rủi ro giá trị lớn. Ví dụ một đơn vị để 4 cái xe Martin được trước cửa, tôi đã chứng kiến, nhưng mà rồi sau ai trúng ai không, không? Số tiền 50% phải nộp vào kho bạc trước khi khuyến mại. Cái khuyến mại rủi ro giá trị cao này kho bạc và Sở Công Thương, Sở Tài chính không thấy báo cáo. Tất cả những cái đó tôi cảm thấy rằng là khuyến mại có vấn đề mà chúng ta phải chấn chỉnh. Không đúng cái nghị định, tinh thần của cái nghị định 81 mới nhất của Chính phủ 2018 của Thủ tướng ký về vấn đề xúc tiến thương mại. Cái thứ hai là không chuẩn với luật bảo vệ người tiêu dùng và với luật thương mại. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng khuyến mại nên cân nhắc xem mặt hàng đó có bị đội giá lên hay không. Vì hiện nay có nhiều cửa hàng đánh vào tâm lý khách hàng thích mua hàng khuyến mại nên đã tăng giá sản phẩm để giảm giá. Khi mua hàng khuyến mại, người tiêu dùng nhất thiết phải kiểm tra kỹ lưỡng, quan sát xem sản phẩm có còn nguyên vẹn không, thời gian sản xuất, hàng sử dụng rồi mới quyết định mua hàng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần có thời gian tham khảo nhiều nơi về một mặt hàng để có thể có những lựa chọn phù hợp với túi tiền.